Chào các bạn, Dr. McCall đã trở lại rồi đây. Làm việc nhóm là một cụm từ không quá xa lạ với chúng ta phải không nào? Nhưng để làm việc nhóm làm sao cho hiệu quả thì lại là một bài toán rất đau đầu cho các nhà quản trị. Cách đây 3 năm, McCall được cấp trên giao nhiệm vụ build một team kinh doanh trên dưới 10 người để đẩy doanh số cuối năm. Mọi chuyện tưởng chừng như êm đẹp cho đến khi McCall phát hiện đội nhóm của mình có quá nhiều lỗ hổng. Nào là nội bộ lục đục, họp hành triền miên, các thành viên mất niềm tin lẫn nhau, stress, căng thẳng kéo dài, kết quả là doanh số chỉ đạt 70% so với kỳ vọng. Và không để teamwork đi vào vết xe đổ của mình thêm lần nào nữa, McCall đã lao đầu vào và tìm kiếm giải pháp tối ưu để cải thiện tình trạng này. May mắn thay, McCall đã phát hiện ra 4 nguyên lý cơ bản để có thể tối ưu hóa khả năng làm việc team và từ đó dẫn dắt team cùng hướng đến một mục tiêu chung. Đầu tiên, đó chính là bạn phải hạ cái tôi của mình xuống. Ở cương vị của một nhà leader, cái tôi cá nhân thường lấn át bạn. Một khi cái tôi của mình bị chiếm lĩnh, con người trở nên bảo thủ hơn với những quan điểm mới. Những lời phê bình mang tính xây dựng giờ đây trở thành những lời công kích. Bộ não của bạn dường như bị đóng băng. Bạn sẽ luôn ở tâm thế phòng vệ hơn là lắng nghe và suy ngẫm để phân biệt đúng sai. Đừng lo, cái gì cũng sẽ có giải pháp phải không nào? Thay vì đưa cái tôi của mình vào thì hãy nhắc nhở với bản thân rằng chà, liệu mình có đang tự tin thái quá không? Sự tự tin này có đang mở đường cho những ý tưởng mới không? Sau đó nên mời gọi những ý kiến phản biện và biết ơn khi ý tưởng của mình bị thách thức. Chính tư duy cởi mở, sẵn sàng tiếp thu và không ngại tranh luận này sẽ giúp bạn và cả team của mình ngày càng phát triển. Đừng chết dí bởi họp hành và đừng tự mình ra quyết định, chính là nguyên lý thứ hai. Đa số các quyết định trọng đại của đội nhóm đều là kết quả của những cuộc tranh luận không hồi kết trong các cuộc họp, sáng họp, trưa họp, chiều lại họp. Mọi thứ diễn ra một cách chậm chạp, công việc, mục tiêu doanh số từng là niềm hứng khởi nhưng giờ đã trở thành gánh nặng và áp lực tâm lý cho từng thành viên. Ngoài ra, trong nhóm thường có tình trạng một vài thành viên tự đưa ra hướng quyết định mà không hỏi ý kiến ai. Điều này sẽ khiến những thành viên còn lại cảm thấy bị bỏ rơi và thất vọng. Việc tự ý đưa ra quyết định có nguy cơ trở nên tệ hơn vì chúng bỏ qua những ý kiến đóng góp đầy tiềm năng của đội nhóm. Cả hai thái cực này đều làm xói mòn lòng tin. Nếu bạn đem công việc của một thành viên ra mổ xẻ tại những buổi họp sẽ dẫn đến sự thất vọng không đáng có. Không thể tin rằng họ không tin tưởng tôi làm điều quá sức đơn giản như vậy. Trong trường hợp tự ra quyết định đôi khi khiến thành viên khác ngờ vực rằng tôi không thể tin họ làm điều đó mà không hỏi tôi. Vậy làm thế nào để cân bằng được hai thái cực này? Đơn giản thôi, hãy chọn giải pháp kiểm tra nhanh nhờ vào một cuộc gọi nhanh, một đoạn tin nhắn hoặc email trước khi ra quyết định. Kiểm tra nhanh không làm gián đoạn nhịp độ công việc nhưng đảm bảo mỗi người đều được tham gia và tin tưởng. Nguyên lý thứ ba đó chính là tận dụng thế mạnh của nhau. Trong quá trình làm việc nhóm, chắc hẳn bạn sẽ có những cuộc trò chuyện cởi mở, trung thực để hiểu đâu là điểm mạnh và điểm yếu của từng thành viên. Khi xảy ra bất đồng, bạn sẽ dễ rơi vào cái bẫy luôn nghĩ mình là đúng, bất kể chuyên môn của bạn là gì. Vì thế, hãy tự nhắc nhở bản thân, hãy nhìn nhận thế mạnh của các thành viên khác. Qua đó, cái tôi của bạn sẽ được giảm bớt, bạn sẽ học được cách lắng nghe, được dìu dắt bởi những người có nhiều kinh nghiệm hơn. Mỗi cá nhân là một mảnh ghép không thể thiếu trong team, bởi vậy càng rơi vào những tình huống khẩn cấp hoặc áp lực cao, họ càng có cơ hội phát huy sở trường của mình để cống hiến cho đội nhóm. Chắc chắn sẽ có sự chênh lệch về mặt năng lực giữa các thành viên trong nhóm, nhưng bạn hãy nhớ rằng một người yếu chuyên môn vẫn sẽ có một điểm mạnh nào đó để giúp ích cho công việc. Và đừng bao giờ tỏ ra coi thường hay xa lánh đồng nghiệp. Hãy hỗ trợ và giúp họ cùng tiến bộ. Vâng, và nguyên lý cuối cùng đó chính là trao niềm tin gặt năng suất. Trong bất kỳ mối quan hệ hoặc môi trường làm việc theo nhóm, sự tin tưởng là yếu tố rất quan trọng. Không nên tiết lộ bí mật cá nhân, chi tiết dự án mới hoặc bất kỳ ý tưởng phát kiến mới nào, trừ khi đó là bởi vì lợi ích của tổ chức. Các thành viên trong nhóm được xem là những cá nhân đặc biệt với những kinh nghiệm, quan điểm, kiến thức và ý kiến đóng góp không thể thay thế. Mục đích thành lập nhóm chính là để tận dụng lợi thế của sự khác biệt đó. Hãy mạnh dạn chia sẻ ý kiến, đưa ra lời góp ý nếu bạn cảm thấy ý tưởng của đồng nghiệp còn nhiều điểm bất cập. Sự thẳng thắn và khách quan sẽ là yếu tố giúp bạn được mọi người tin tưởng và tôn trọng. Không ai thù ghét bạn vì họ biết rằng bạn chỉ muốn tốt hơn cho cả nhóm. Chính sự tin tưởng và gắn kết này sẽ tạo ra động lực làm việc cho cả team và làm việc hiệu quả và năng suất hơn. Mặc co hiểu để xây dựng đội nhóm thành công, bạn phải bỏ ra rất nhiều thời gian và tâm huyết. Nhưng chỉ cần dựa vào 4 nguyên lý cơ bản trên, bạn nhất định sẽ có một team vững mạnh,
và làm việc thật năng suất. Hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo. Cảm ơn đã theo dõi Mặt Co. Xin hãy theo dõi chúng tôi thêm ở Facebook hoặc YouTube.